Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Tâm đang ở Sa Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Thì ở tại đây đang có một căn nhà đang cần ra với diện tích là 200 mét vuông, sổ riêng thổ cư, nhà cấp 4 các bạn. Thì căn nhà này cách chợ mới Sa Đồi 61 chỉ có vài bước chân thôi các bạn, nằm sát bên chợ mới của Sa Đồi 61. Nó cách đường liên xã Sa Đồi 61 An Viễn thì chỉ có 100 mét thôi, chưa tới 100 mét là ra đường liên xã Sa Đồi 61 An Viễn. Và từ căn nhà này mà ra thị trấn á, thì chỉ có 3,5 km thôi các bạn. Ra thị trấn Trảng Bom chỉ có 3,5 km, đi qua sân bay Long Thành là khoảng hơn 20 km. Thì cách khu công nghiệp Dầu Giây thì 3 km các bạn, và cách khu công nghiệp Giang Điền là khoảng 4 km, cách khu công nghiệp Long Đức, Long Thành là khoảng 7 km các bạn. Khu công nghiệp Sông Mây thì khoảng 10 km, hơn 10 km. Này là đường đường ô tô vào nhà nha các bạn. Thì căn nhà này là sát bên chợ Sa Đồi 61, chợ mới của Sa Đồi 61 các bạn. Ở đây thì các bạn ở thì rất yên tĩnh. Căn nhà thì rất rộng rãi, để ô tô, có sân để ô tô cho các bạn. Rộng rãi có sân để ô tô, căn nhà cấp 4. Hiện tại bây giờ thì giá chủ chỉ cần hôm trước thì là giá là trên 1 tỷ 7 các bạn. Hiện tại thì giá hơn 1 tỷ tư thôi, giá hơn 1 tỷ tư thôi. Anh em nào mà cần mua cái căn nhà này thì các bạn có thể comment lên video hoặc là liên hệ với Tâm, nha. Căn nhà này ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Cạnh chợ mới xã Đồi 61 và cách đường xã Đồi An Viễn. Xã Đồi An Viễn là chỉ có 100 m thôi, đường ô tô vào tới nhà. Nhà có sân để ô tô. 200 m vuông sổ riêng, thổ cư. Tâm thân chào, hẹn gặp lại các bạn.